Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang làm chủ đầu tư dự án cải tạo nâng cấp đê tả sông Hồng qua địa bàn thành phố Hưng Yên với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, có chiều dài 8,6 km từ khu vực Dốc Lã đến Dốc Đá thành phố Hưng Yên. Chiều rộng mặt đê kết hợp đường giao thông rộng 9 m, đường theo quy mô đường cấp 4 đồng bằng, kết cấu đường bê tông nhựa. Dự án được khởi công cuối năm 2013 và hoàn thành vào cuối năm 2015. Đây là dự án tăng cường khả năng chống lũ cho tuyến đê tả sông Hồng, mở rộng mặt đê để tạo đồng bộ tuyến đường giao thông trên mặt đê, tăng cường kết nối giữa các trục giao thông quan trọng của tỉnh và của các huyện, thành phố, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh theo quy hoạch được phê duyệt, đồng thời tạo thuận lợi trong việc thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố Hưng Yên và các địa phương lân cận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.